Đã ngoài 70 tuổi, nhưng khi nghe tin cánh đồng quê mình được chính phủ lựa chọn để đầu tư xây dựng khu công nghiệp Hải Long, ông Biền rất vui bởi nhiều lý do. Nhưng quan trọng nhất với ông là được chứng kiến sự đổi thay của quê hương trong tương lai không xa. Nếu mà cái khu kinh tế đã phát triển mở ra, thì cái đời sống của nhân dân, cái bộ mặt nông thôn ở đây này chắc chắn sẽ đổi mới. Có công ăn việc làm cho nhân dân, con em của nông dân. Và các mặt dịch vụ nó có phát triển lên và cái đời sống nhân dân tăng lên. Niềm vui, sự kỳ vọng của ông Biền cũng chính là niềm vui chung của hàng ngàn hộ dân vùng dự án. Bởi một lẽ, khi khu công nghiệp hình thành sẽ là động lực để kéo cả vùng đã vốn khó khăn, mặn mòi này đổi thay. Sẵn sàng đón nhận và đồng hành để triển khai dự án nhanh nhất có thể đang là tâm thế của người dân nơi đây. Nói chung là người dân rất phấn khởi và mong đợi khi khu công nghiệp về thì nhân dân không phải đi làm các khu công nghiệp xa. Nói chung là nhân dân là mong đợi làm sao là càng về sớm càng tốt để cho nhân dân như vậy là tạo công ăn việc làm cho nhân dân để thu nhập, đời sống nhân dân ổn định. Khu công nghiệp Hải Long với quy mô gần 300 hectare được quy hoạch tại địa điểm thuộc các xã Đông Trà, Đông Long và Đông Xuyên, huyện Tiền Hải với tổng nguồn vốn đầu tư trên 2.200 tỷ đồng. Không chỉ có người dân mà cấp ủy chính quyền các địa phương nằm trong vùng dự án cũng rất kỳ vọng về dự án quan trọng này. Được Phó Thủ tướng phê duyệt cái dự án khu công nghiệp kinh tế Hải Long thì đây là một cái niềm vui phấn khởi của Đảng bộ, chính quyền cũng như các tầng lớp nhân dân của xã Đông Trà. Khi được triển khai dự án thì đây sẽ là một cái điều kiện rất là tốt để làm cái tiền đề cho phát triển kinh tế xã hội của địa phương cũng như tạo cái điều kiện để con em quê hương ở các cái địa phương đang làm việc ở các cái địa phương khác được trở về địa phương để làm việc, để gần gia đình hơn. Địa phương sẽ có cái bộ mặt mới sau khi được triển khai cái dự án này. Để đón cái dự án này thì cán bộ, đảng viên cũng như là nhân dân ấy là cũng chuẩn bị cái tư thế sẵn sàng. Cái thứ nhất là đồng tình ủng hộ và ủng hộ cao về tinh thần dự án vào. Cái hai nữa là đối với cái việc tuyên truyền cho cán bộ đảng viên cũng như là bà con xã viên trong xã là nắm được cái tinh thần của cấp trên như vậy để mà cùng nhau phối hợp mà làm sao mà khi dự án vào nó đạt được thuận lợi nhất và kết quả cao nhất. Với vị trí nằm sát tuyến đường bộ ven biển, sông Trà Lý và nhiều tuyến đường trục nội bộ khu kinh tế, khu công nghiệp Hải Long có vị trí thuận lợi về giao thông cả đường bộ và đường thủy. Đây sẽ là một trong những địa điểm đầu tư hấp dẫn mới tại Thái Bình cho các nhà đầu tư bên cạnh các khu công nghiệp khác trong khu kinh tế Thái Bình.